Tư Mã Thu Tích. Lâu nay ta không định giết cô, nhưng mà rất tiếc cô đã biết quá nhiều chuyện. Uổng công phu phụ bọn ta xem ngươi là bằng hữu thâm giao, không ngờ ngươi lọc lác dạ sói. Vậy thì cô sai rồi. Sở dĩ Phương Tịnh ra nông nổi này đều là do cha của cô gây ra. Diêu Lực Hành, ngươi muốn giết thì giết đi, không cần nói nhiều. Muốn giết cô vốn không cần ta phải ra tay. Đại Thiết Đầu, giết cô ta. Tình ca, Quỳnh đừng nghe, đừng nghe hắn. Tình ca, Quỳnh đừng làm vậy, Quỳnh là Thu Tích đây. Tình ca, Quỳnh nhìn cho kỹ, Quỳnh là Thu Tích đây. Tình ca. Đại Thiết Đầu, giết cô ta đi. Tỉnh bà, tỉnh ca. Đại Thiết Đầu, người dám không nghe lời của ta? Diêu Lực Hành, ta không để cho người chi phối ta nữa. Đứng lại, ngươi còn bước tới ta sẽ giết chết cổ. Ngươi không có ơn với ta, ta cũng không nợ gì ngươi. Ngươi đừng quên rằng, nếu không nhờ ta cứu sống ngươi thì giật thẳm lên thì hai phu thê ngươi không bao giờ gặp lại. Sở dĩ ngươi thành ra như vậy là do Tư Mã Tung Hoành gây ra thôi. Nếu như chúng ta muốn có ngày sống yên ổn thì nhất định phải giết chết Tư Mã Tung Hoành. Thật ra ngươi muốn sao đây? Ta muốn ngươi giết chết Tư Mã Tung Hoành. Tiệm ca, Quỳnh đừng có đi, Quỳnh không phải là đối thủ của cha đâu. Tịnh ca, đó là con đường chết đó. Quỳnh đừng đi, đừng đi, đừng đi mà. Nghe đây, ta đã truyền thái âm chân kinh chí cương chí dương vào kinh mạch của hắn. Giờ hợi đêm nay sẽ có sương giáng, khi đó âm dương tương khắc, nóng lạnh tương xung, nội công trong người của hắn sẽ mất hoàn toàn. Ngươi chỉ cần đập bể ba ngọn đèn trường sinh trong đại sảnh thì có thể thắng chắc. Được thôi, nhưng ngươi phải thả Thu Tích ra trước mới được. Ngươi có tư cách gì mà trả giá với ta chứ? Quỳnh đừng có đi, đừng có đi mà. Tịnh ca. Được, ta nhận lời của ngươi. Tịnh ca, Quỳnh đừng đi mà. Tịnh ca. Trang chủ, không xong rồi. Chuyện gì? Gã Thiết Đầu đang ở đại sảnh, hắn đòi gặp trang chủ. Thì ra hắn là Phương Tịnh. Diêu Lực Hành, có thấy Thu Tích không? Sau khi tiểu thư dẫn ba phu nhân đi thì không thấy trở về. À, rồi rồi rồi. Ngươi không ngờ chứ gì? Tại sao ngươi lại giả chết làm gã Thiết Đầu chống đối lại ta? Vì Thu Tích, vì Võ Lâm, ta phải giết ngươi. Ngươi có khả năng đó sao? Đừng liên lụy người vô tội, ta sẽ đơn đả độc đấu với ngươi. Được, cả ngươi nghe cho rõ. Dạ, dạ. Chút nữa bất luận có xảy ra chuyện gì, không ai được phép nhúng tay vào, nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Biết rồi.
U Minh Thần Công. Sau khi Tư Mã Tung Hoành chết đi thì cả võ lâm sẽ thuộc về một mình Diêu Lực Hành này mà thôi. Phương Tĩnh, với võ công và tài trí, thêm vào đó là thần cơ diệu toán của cha ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hả? Ngươi là con của Diêu Khang Tiết. Bây giờ ta cho ngươi biết một bí mật lớn như vậy, để cho ngươi chết được nhắm mắt. Còn không mau ra tay, một là hắn chết, hai là thê tử ngươi chết, tùy ngươi chọn thôi. Tại sao? Tại sao kẻ nào cũng chống đối lại ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao?